Vậy bà Sương bây giờ còn ở đây hay đã lên Sài Gòn rồi? Trời ơi trời, làm ơn đừng có nhắc đến cái chuyện đó nữa được không? Sao cứ nhắc, giờ tối rồi, tối lắm rồi, cứ nhắc tới gì bà Sương hoài, chút nữa tôi còn đi về rất là khuya. Vậy bà Sương bị sao hả anh? Ba Sương chết cách đây 20 năm rồi. Cái không sợ bà đó, bà dám đánh tôi hả? Đánh thơ tôi nói cho bà biết nha, bà đến đây như vậy là cũng phạm pháp đó, người ta đưa bà đi tù đó. Nè, nè, ha, anh Ba Quang á, anh đã nói là bỏ bà để cưới tôi rồi, bà nghe rõ rồi đó, đừng có níu kéo anh Quang nữa. Rồi sau đó, con ba Sương bị bà Chính Thoa giết chết. Phi tàn sát luôn mới ghê. Công an xã nhà với nguyên cái bến sậy này không tìm ra được luôn. Trời ơi. Mọi người có thôi đi không? Cái chuyện của bà Ba Sương á, không có dính dáng gì tới mẹ của tôi hết á. Nếu không phải bà Chính Thoa thì làm sao mà hồn ma của dì Ba Sương sống lại? Trời ơi, ghê quá. Lãng vãng ở nhà của dì Ba Sương rất là nhiều lần. Sao mà nghe sợ quá vậy? Tôi với chú từ sáng cũng gặp nè. Thiệt hả chú? Bà Sương ghê lắm. Ai khóc vậy? Sao thấy ai trơn vậy nè? Ai khóc đâu vậy? Ai mà nhìn cái tướng giống dữ vậy?